đến nhà mời cô Nonoi cảm thấy thế nào? Đối với cả nhà, khách mình đến nhà thì mình sẽ đãi gì nè? Còn đối với nhạn và sữa gà tất nhiên là đãi cua nâu rồi. Nhà có gì, đãi khách cái đó thôi. Mồi mộng thì đối với nhà sữa gạo thì là quá là vô tư rồi đúng không? Nói gì nói cua nâu thì khá là nhiều người chưa ăn qua. Cho nên đãi khách cua nâu nâu y tạo sự hứng thú cho khách nha cái nhà mình ơi. Với lại đối với cua nâu á, mọi người không cần phải mỗi người một con hay nửa con đâu. Hai con như thế này là cả bàn 10 người dùng được rồi. Tại vì cua nâu là ăn gạch, mà ăn gạch thì mọi người cũng biết rồi. Béo lắm, gạch nhiều thì ăn rất là béo. Đây là cua nâu size nhỏ nha. Size nhỏ là từ 500g cho đến 600g một con thôi. 380 cành một ký. Hai con này thì khoảng năm độ 1,1 kg nha cả nhà. Mọi người có thấy trên bàn tiệc không? Ốc bươu lết nè, mực trứng nè, cua nâu nè, toàn là những món hot hòn hột của nhà sữa gạo thôi. Đó, gỡ một xíu mai ra thôi là mọi người đã thấy được cái độ gạch rồi. Đó. Ai muốn trải nghiệm cua nâu Naui thì trải nghiệm nhanh nha. À, cua nâu mà size lớn thì bên em vẫn có luôn nha cả nhà mình nha. Size lớn là mỗi con trên 1 kg. Gạch đỏ nhìn mê.